Em xin chào toàn thể quý anh chị nhà đầu tư ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Tân. Hiện tại em đang làm việc tại văn phòng bất động sản số 6 ạ. Hôm nay văn phòng em muốn giới thiệu tới quý anh chị nhà đầu tư một sản phẩm bất động sản mặt biển tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc ạ. Và về cái sản phẩm bất động sản này bên em muốn giới thiệu tới quý anh chị nhà đầu tư thì nó có tổng diện tích là 3.000 m², và trong đó có 200 m² là đất thổ cư ạ. Và đã có sổ đỏ chính chủ rồi ạ. Và cái sản phẩm bất động sản này bên em thì tọa lạc tại vị trí rất là đắc địa, cách sân bay Phú Quốc chỉ 10 phút đi xe rồi ạ. Và cách với trường trung học phổ thông Ủy ban Nhân dân xã Hàm Ninh chỉ 100 m. Hơn nữa là xung quanh đây đã có rất nhiều bungalow và resort, và chuyên tiếp những khách quốc tế đến, bởi vì khách quốc tế rất thích ở những cái khu yên tĩnh như thế này ạ. Và từ đây để đi lên khu VinWonder thì chỉ mất khoảng 30 phút đi xe thôi ạ. Và bây giờ để cụ thể hơn thì mời quý anh chị nhà đầu tư cùng với em sẽ đi gặp anh chủ đất ạ. Vâng. Em chào anh ạ. Anh chào em. Xin giới thiệu với cả quý anh chị nhà đầu tư là đây là anh Kiên, chủ của mảnh đất mà bên em muốn giới thiệu tới quý anh chị nhà đầu tư đó ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu một vài lời về cái sản phẩm bất động sản của mình được không anh? Cái mảnh đất của tôi là có diện tích là 3.000 m², vâng, trong đó có 200 m đất là thổ cư. Vâng. Đấy, thì dự định của tôi đợt trước là tôi định mua để đầu tư và kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ ăn uống. Vâng. Và mô hình là bungalow, nhưng mà do điều kiện kinh tế không cho phép nên là tôi muốn bán và chuyển nhượng cho quý anh chị nhà đầu tư để sử dụng và làm theo ý của bên nhà đầu tư. Vâng. Và bây giờ thì anh có thể cụ thể hơn thì bây giờ anh có thể dẫn em đi xem và xác định cái mốc giới của cái mảnh đất của mình được không ạ? Rồi. Okay. Sau đây anh sẽ chỉ mốc giới vâng, mảnh đất của anh. Đây là mốc giới giữa hai bên. À. Và bờ tường này đã được anh quay đây đến đây rồi em ạ. Vâng. Và bên này thì là anh đã kè phía mặt biển và có thể sử dụng được dịch ra bên ngoài để cho mình kinh doanh mô hình là chòi rồi thì mở quán ăn ở chỗ ngoài bên ngoài ngoài bờ biển này. Vâng. Bên kè là anh kè đá rồi đây đúng không anh? Đúng rồi, anh kè đá đấy. Vâng. Em thấy ở bên cạnh đây cũng có một số nhà mở nhà hàng hải sản chòi ở ra biển đây đúng không anh? Đúng rồi. Mình cũng có thể làm hoàn toàn làm được như thế đúng không anh? Đúng rồi, bên mình thì cũng có thể làm các dịch vụ như bên cạnh và hàng xóm đã làm rồi. Vâng. Okay. Đây là giáp danh giữa mảnh đất của nhà mình với hàng xóm. Vâng. Mình đã quây tường. Quây tường khá chắc chắn. Chắc chắn. Chắc đúng chắn. Không? Vâng. Đây đúng không ạ? Đúng không? Đây là giáp danh giữa nhà mình và nhà bên cạnh và có mốc giới rõ ràng.
Và con đường ở đây thì nó sẽ rộng là 15 m. À, vâng. Rất thuận tiện với việc đi lại ra trung tâm xã Hàm Ninh. Đây là mốc giới của mảnh đất giữa của bên mình và bên hàng xóm. Bên này là mình đã sang nhượng. À, bên này trước là cũng là của anh đúng không? Đúng rồi, trước là của anh nhưng mà anh đã sang nhượng cho quý nhà đầu tư 1.000 m2. Còn lại là 3.000 m từ đây. Mảnh đất này thì có mặt tiền là 30 m. Mặt tiền này đằng trước là 30 m này. Vâng. Và đằng sau này là 45 m này. Biển đấy. Vâng. 45 m. Diện tích khá là rộng. Vâng ạ, vừa rồi là một số chia sẻ của anh Kiên, chủ đất, về cái dự định cũng như là cái mô hình muốn kinh doanh của anh, đó là khách sạn cũng như là mô hình bungalow. Và do nhu cầu bây giờ anh không đủ kinh tế nữa, muốn tìm tới nhà đầu tư mới á. Mà có cô chú anh chị nhà đầu tư nào có quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp qua văn phòng em. Và tại một cái vị trí rất là đắc địa. Cái mảnh đất này cách sân bay Phú Quốc chỉ khoảng 10 phút đi xe rồi ạ. Và 100 m để ra cái chợ chính xã Hàm Ninh. Và Ủy ban Nhân dân trường trung học phổ thông thì cách đây 300 m ạ. Và có thể nói đây là Hàm Ninh cũng chính là một khu thị xã phát triển kinh tế chính của thành phố Phú Quốc. Cho nên là đường xá giao thông đi lại rất là thuận tiện, những được trục đường chính rất là rộng. À, và để có cái nhìn toàn cảnh hơn thì mời cô chú anh chị cùng tiếp tục theo dõi bên video mà bên em đã quay từ trên cao xuống về phía trước của mảnh đất cũng như là phía mặt biển của mảnh đất ạ. Vâng. Vâng ạ, vừa rồi là một số thông tin mà bên em muốn chia sẻ tới quý anh chị nhà đầu tư cũng như là chủ đất muốn giới thiệu tới cô chú anh chị nhà đầu tư ạ. Và nếu cô chú anh chị nhà đầu tư có quan tâm tới sản phẩm bất động sản này thì có thể liên hệ trực tiếp qua văn phòng em qua số điện thoại 0964616966 hoặc 0963956256 để được bên em tư vấn và có thể giới thiệu tới cô chú anh chị nhà đầu tư những cái sản phẩm bất động sản khác. Và ngoài cái sản phẩm bất động sản này ra thì bên em cũng có rất nhiều sản phẩm khác nữa. Nên nếu cô chú anh chị nhà đầu tư có quan tâm thì có thể liên hệ tới văn phòng em ạ. Vâng ạ, em xin cảm ơn ạ.